Hôm nay mình sẽ bàn đến cái vấn đề về cái họ ma mới drop trong cái application hay còn gọi là khác là Elite L. Thì ở cái Elite L trong game ấy đây, các bạn có thể thừa biết cái này nhá, nó tóm lại các bạn phải unlock tất cả các cái bản đồ trên trên trong game, chứ các bạn phải unlock tất cả các cái node đây này, nghĩa là unlock tất cả những cái ô này, tất cả các loại mission này trong game thì nó sẽ cho các bạn Elite L. Và khi cày Elite L thì mỗi map nó sẽ có một cái bonus riêng, chẳng hạn như map này nó cho mình là Mesa cộng Sở Trang, mỗi người khác nhau nhá, có chẳng hạn như là cùng một map nhưng đối với mình là Mesa cộng Sở Trang như này, chẳng hạn có người sẽ là Neza cộng Sở Trang, có người là Nexus cộng Sở Trang, vân vân và vân vân, rồi vũ khí nó cũng khác nhau phải không? Nhưng cái này không quan trọng, các bạn thì cầm thích cầm cái đéo gì thì cầm, ok, chẳng hạn như đây nó ghi Mesa cộng Sở Trang mình vác Atlas vào thì cũng chạy mẹ cả. Tóm lại trong này ấy, thì nó drop nó khác các kiểu map bình thường, các map bình thường thì nó drop theo kiểu cứ 5 phút khoảng 5 quét là một lần drop, không và nó drop theo thứ tự rotation. Rotation có nghĩa là theo kiểu bảng bảng drop là A A B C A B C, có nghĩa là cứ hai con A thì đến con B và con C. Thì thường thường là những cái con C là hay drop đồ ngon đấy, các bạn thừa biết rồi đấy. Thì đấy nó là A A B C A A B C. Chẳng hạn như là 5 5 quét, 10 quét là A A, 15 là B và 20 là C. Rồi cứ như thế, 40 là C, 60 là C, vân 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 vân. Tóm lại là các map khác là A A B C A A B C. Nhưng riêng trong Elite L ấy thì nó là A, chỉ có một A thôi, A B C, và sau đó thì không lặp lại. Có nghĩa là A B C 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 C. Tóm lại là nó chỉ có một lần A B thôi, còn lại từ từ chỗ C trở đi là toàn bộ là C hết. Thành ra Elite L đi được càng lâu thì càng tốt, tại vì từ từ lần thứ ba thứ tư trở đi là toàn là C hết chứ không lặp lại A và B nữa. Thành ra đi cái này chính ra rất là lợi, nhưng quan trọng là nó khó. Thì vấn đề ở đây ấy là hiện giờ Elite L nó mới drop thêm đó là cái aura forma, có nghĩa là cái loại forma riêng để dành cho slot của ông aura. Thì cái loại forma ở đây nó tốn tận theo kiểu nó tốn tận 4 cái forma thường và 10 nitan. Thực sự nhá, để mình nói thẳng, cái này nếu mà đối với là new buy thì thực sự không đáng. Tại vì với 4 cái forma này thì new buy thừa sức forma slot amara, đồng thời còn thừa ra tận 3 cái forma nữa để forma slot warframe. Và với cái new buy thì những cái nitan extract này thực sự là nó rất là tốn kém, tại vì hiện giờ nói chung là mình không nói nữa, tóm lại là tốn kém cho new buy hai nguyên liệu này, còn cái thứ rác thải này thì chỉ cần một tí là ra thôi. Ok, thì bây giờ ý của mình ấy là new buy không đáng, tại vì chỉ cần một forma là có thể forma slot aura thôi. Nhưng mà cái này thực sự rất là đáng cho những cái người nào mà theo kiểu mình gọi là mid hoặc là end game. Thì có nghĩa là chẳng hạn như những cái người đấy người ta phát triển nhiều bảng build và người ta sẽ cần theo kiểu nhiều ô aura, và đặc biệt là các cái móc người ta sử dụng sẽ tốn nhiều slot hơn. Vì thế thì cái việc có format ô aura thì nó rất bằng cái này rất là lợi. Chẳng hạn như là mình đưa một ví dụ điển hình, chẳng hạn như là con Nova nhé, con Nova của mình đây, các bạn phải hiểu là Nova gần đây là nó cách đây một khoảng một thời gian mấy tháng nó ra cái bao ở donation, nó trừ bao giờ trang, nó cộng cả bao giờ trang cho team, nhưng nếu mà trong team không ai dùng, chỉ có mỗi mình dùng, là chỉ chẳng như cả team chỉ có mỗi mình là người sử dụng ấy, thì nó sẽ trừ sở trang của mình đúng không? Nó cả team nó cộng sở trang nhưng riêng mình thì bị trừ, nhưng mà trừ sở trang sẽ giúp cho kiểu cái bảng Nova Fest khiến Nova kẻ địch chạy nhanh hơn ấy, lại càng nhanh hơn nữa. Tóm lại là để dùng cái này thì các bạn sẽ thấy nó phải slot V, mà càng ngày các cái móc Primer càng ngày càng nhiều, các bạn hiểu không, và tốn kém thì nó sẽ xảy ra tình trạng là thiếu slot. Như các bạn thấy ở đây, dù là mình format ô Exilus mà mình chỉ sai một slot ở đây thì nó cũng rất là tốn kém, thành ra mình sẽ phải dùng V. Nhưng mình dùng V như thế thì các bạn phải hiểu là cái những cái khác mình cũng sẽ bị theo là cái V, nhưng cái này mình sẽ bị phải dùng Growing Power. Thực ra thì khi sử dụng Growing Power cho cái bảng Allround này, có nghĩa là bảng Nova Slow chẳng có tác dụng gì cả, tại vì thực ra Nova Slow chỉ cần một cái móc Chancellor Positive là các bạn đã đủ slow cái độ tối đa của cái chiêu 4 rồi, là 75%. Có nghĩa là cái Growing Power mình đút vào cái bảng view này nó có tác dụng nhưng mà không đáng kể. Tác dụng của nó chỉ khiến cho theo kiểu nói chung tác dụng của nó chỉ khiến cho cái chiêu 1 này đi nhiều đam hơn, với cả cái vụ nổ của chiêu 4 đi nhiều đam hơn. Nhưng các bạn phải hiểu là con Nova này thì gần như có mấy chiêu nó các chiêu nó đi đam yếu, còn cái chiêu 2 ấy, cái chiêu 2 mà bắn ra một quả cầu thì cái chiêu đấy đam của nó đến từ lượng đam hấp thụ từ vũ khí của bạn, chứ đéo liên quan gì nhiều đến bao giờ trang lắm. Thành ra ý mình muốn nói là cái Growing Power gắn vào đây này nó ảnh hưởng gần như rất nhỏ, chỉ khoảng 1% thôi chẳng hạn. Thành ra là tại vì mình sử dụng Growing Power đơn giản tại vì nó cùng slot V với cái Power Donation này, các bạn hiểu không? Thành ra chẳng hạn như con này ấy, nó không cần thiết sử dụng Growing Power này, mình có thể dùng cho nó một cái thiết thực hơn. Chẳng hạn như đó là các bạn có thể sử dụng cho nó nhiều Corrosive Protection để giảm armor kẻ thù, khiến kẻ thù trong những kẻ thù của armor map đấy bị yếu hơn.
hoặc là đơn giản hơn là có thể sử dụng những cái như là enemy radar để nghiền map, có một số người thích dùng này, hoặc là rất đơn giản dùng energy siphon để hồi energy cho cả team. Nói chung là có nhiều lựa chọn hơn, và đọc chẳng hạn như là có nhiều người thích bắn chúng hơn, người ta có thể sử dụng pistol arm, dry arm hoặc là shotgun, hoặc là theo kiểu steel charm hoặc melee. Nói chung là nó sẽ khiến cho bạn không bị gò bó phải sử dụng một slot chữ V, hiểu không? Như mình đã nói, growing power là thừa cho cái bảng này, và cái này thì bắt buộc phải dùng power donation phải cùng slot V. Thành ra với bạn không muốn các bảng khác phải cùng sử dụng như hai bảng này này, hai bảng này không muốn sử dụng slot V thì các bạn đành phải sử dụng cái format đặc biệt kia, cái aura format kia, thì các bạn sẽ thích đút cái móc nào đấy cũng được mà không bắt buộc phải cùng V nữa. Tại vì cái ô format đấy có nghĩa sau khi bạn format xong bạn cứ đút aura vào là được, không cần biết aura ký hiệu gì, không cần biết aura đấy là ngang hay là D hay là V thì cái gì không quan trọng đấy. Thành ra đối với những người end game hoặc đến người mid game ấy thì những cái này rất là quan trọng, và đối với newbie thì mình nghĩ là không. Đối với newbie thì các bạn chỉ cần format một phát thôi, hiểu chưa? Này tắt cái gì đây? Thì đối với người newbie thì mình như mình đã nói, với bốn format bình thường ấy thì các bạn thể thừa sức theo kiểu format được cái slot aura đấy một lần, sau đó thì format được 3 slot nữa trong bảng build, kiểu ông vân 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 vân. Vì thế mình bảo là cái này không thiết thực cho newbie, nhưng đối với những người mid gọi là ở giai đoạn là mid game và end game thì sử dụng rất là lợi. Ok, hay là kiểu mình đưa ví dụ đấy chẳng hạn. Thì cái này nó không là quá là phổ biến, có nghĩa là không phải Warframe nào cũng phải theo kiểu sử dụng nhiều loại aura khác nhau. Có nhiều con dùng một chung một aura tất cả bảng build cũng được, nhưng một số con đặc biệt chẳng hạn như mình vừa đưa vào đó là cái con Nova mình vừa ví dụ chẳng hạn, hoặc là bây giờ các bạn có thể cho con gì nhỉ, cái con gì mà hôm nay mình định để mình nói đến nhỉ, chẳng hạn Choma chẳng hạn. Đây này, chẳng hạn như các bạn sử dụng Choma các bạn sẽ theo kiểu các bạn sẽ có thể sử dụng growing power để tăng thêm cái độ cứng của armor, hoặc là có thể tăng thêm hồi máu, hoặc là tăng thêm kiểu vân 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 liên quan đến kỹ năng chỗ mà. Nhưng mà khi đánh boss các bạn lại muốn mang corrosive corrosion để giảm giáp phải đi chẳng hạn, có nghĩa là các bạn sẽ phải dùng hai aura slot khác nhau, một cái là V, một cái là D gạch ngang, một cái là V và một cái là gạch ngang. Thành ra những cái con như thế này là thì rất rất cần cái loại format đặc biệt kia để nó hạn chế những cái đi, phần slot. Chẳng hạn như với bảng build là các bạn có thể nhìn thấy đấy, với bảng này thì các bạn mình không bị ảnh hưởng luôn gì cả, nhưng mà với bảng này các bạn có thể thấy là mình bị cái này bị đỏ, có nghĩa là mình bị mất tận 9 điểm nữa so với các bảng kia, hiểu không? Với bảng build của mình bị hy sinh tận 9 điểm, tuy là vẫn nhét đủ slot hiện tại, nhưng mà sau này nếu mà nó phát sinh các cái mod khác lên thành Primus hoặc là những cái mod khác tốn slot hơn, chẳng hạn như các bạn biết là gần đây là DE phát triển những cái mod chẳng hạn như là có cái adaptation này cũng là mới ra này, nhưng mà chưa gì nó chiếm tận 12 điểm rồi đấy. Đấy, có nghĩa là cái aura format ấy thực sự rất là lợi cho người mid game và end game. Còn đối với newbie thì tôi khuyên là các bạn nên để dành format làm những việc khác có ích hơn. Thì bây giờ tôi sẽ cắt video ở đây, tôi đi farm cục Orgon nữa rồi tôi sẽ cho các bạn xem tiếp. Ok, quay lại nào. Đây, sau khi mình tìm được cục Orgon, sau khi lick 2 run Fitzua Catcher Neo ở Void, kết quả được bonus cả đi 2 run ra được 2 rare, hiểu không? Easy. Thì đây, sau khi mình sẽ ấn thử build nó với 100.000 credit với một những nguyên liệu như này. Và giống như format bình thường các bạn sẽ phải chờ 10 ngày. Ok, bây giờ hãy thử xem nó dùng như cái con mẹ nào nào. Ok, lý thuyết thì mình đã nói rồi, về thực tế bây giờ mình mới thử. Ok, thế trước tiên là ưu ý ái anh chống ma đã, tất nhiên nó sẽ reset level warfare của bạn. Để tránh nó tháo các móc lung tung thì tạm thời mình sẽ vứt brand một số phút để nhớ may có thiếu điểm nó sẽ không vứt ra ngoài. Còn mà đậu, đây. Ok, nhìn nó kỹ nha, cẩn nhầm cái ăn lòn. Đấy, ok, và bây giờ xem nào, mình sẽ thử vứt cái này ra. À đâu, đây, sang cái bảng build không có gì đấy. Mình sẽ vứt hết ra. Ký hiệu của nó là hình này, hình theo kiểu xoay tròn, dùng cái gì cũng được. Thử cái nào, và bảng aura nhá. Đây, mình đút cái gì lên, mình có được nhân 2 điểm hết. Quá là tuyệt vời ông mặt trời. Ok, thế đến đây các bạn đã hiểu nguyên do nó rồi gì. Đây, anh em với bảng build ở đây. Mình sẽ quay về cái Bramsu Food, và cái này cũng Bramsu Food đấy, thì các bạn thể thấy hai bảng view, hai slot nó aura khác hẳn nhau, một cái về một cái ngang, thoải mái con gặp mà ấy luôn. Ok, thôi nhé, kết thúc video mình đã giải xong, thích xong về cái con format aura này rồi. Thì mẹ chắc là phải đi farm thêm thôi, phát cái chế độ Elite L đi mệt đéo chịu được.